viên đặt phụ khoa Happy Queen với 100% thành phần từ thảo dược tự nhiên, là giải pháp tin dùng cho chị em phụ nữ trong việc điều trị các căn bệnh phụ khoa, viêm âm đạo. Dù là nam hay nữ cũng vậy, một khi mắc các chứng bệnh liên quan tới đường sinh dục hay tiêu hóa trĩ, thì việc ra bệnh viện để khám là cả một vấn đề lớn. Bạn cứ tưởng tượng việc ngồi trên nằm lên giường bệnh và để bác sĩ bành bộ phận sinh dục ra xem, chẩn đoán thì thật ngại vô cùng. Dĩ nhiên nếu là người đã có chồng trên vợ thì cũng bình thường, nhưng một số trường hợp như ra bệnh viện gặp kiểu bác sĩ nam khám cho nữ và ngược lại thì hơi bị ngắn đó nha. Thực tế, theo các bác sĩ chuyên khoa, khi gặp phải các bệnh phụ khoa viêm âm đạo, ngứa vùng kín, hư da nhiều thì việc sử dụng viên đặt phụ khoa là lựa chọn tối ưu, được áp dụng nhiều nhất, bởi khi dùng thuốc sẽ có tác dụng tiêu diệt các tác nhân gây bệnh tại chỗ mà không gây ra tác dụng toàn thân như khi bạn sử dụng thuốc kháng sinh đường uống. Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu thuốc đặt phụ khoa khác nhau như Illadian, Gaikon, Neupolin, Alaska, nhưng Happy Queen là loại viên nén được nhiều chị em tin dùng nhất nhờ sự an toàn mà nó mang lại. 5 lý do vì sao bạn nên sử dụng viên đặt phụ khoa Happy Queen. Như đã nói ở trên, sản phẩm Happy Queen được bào chế 100% từ các loại thảo dược thiên nhiên bao gồm xà sàng tử, bạch chỉ, bạch đồn nữ, lá chầu không, đan sâm, xuyên khung. Thuốc sẽ đi vào cơ thể một cách tự nhiên nhất, an toàn nhất, trị bệnh hiệu quả mà không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài việc chuyên đặc trị các bệnh phụ khoa, viêm nhiễm âm đạo, sử dụng Happy Queen sẽ giúp bạn nâng cao tử cung, làm hồng và xe khít âm đạo, khử mùi hôi, thải độc tố những chất ứ đọng trong âm đạo khi quan hệ tình dục, ổn định nội tiết tố, lấy lại phở cho cơ thể. Viên đặt phụ khoa Happy Queen sẽ đem đến cho bạn cảm giác thoải mái, tiện lợi bởi bạn có thể tự sử dụng tại nhà, không cần phải lo lắng việc để người khác nhìn bộ phận sinh dục của mình. 3. Hiệu quả của thuốc thể hiện rõ rệt sau khoảng 4 đến 5 ngày sử dụng. Các màng viêm và tạp khuẩn sẽ được đẩy ra, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn sẽ lấy lại cảm giác tự tin với cô bé trẻ trung, hồng hào hơn, có những đêm thăng hoa với ông xã và hưởng thụ một cuộc sống đúng nghĩa. Lưu ý khi sử dụng, không sử dụng cho phụ nữ mang thai, không sử dụng khi bạn đang hành kinh, không chèn các viên thuốc vào niệu đạo. Xin chào và chúc các bạn nhanh chóng trị hết bệnh cho cô bé, có một cuộc sống tình dục thật hạnh phúc với ông xã nhé.